Duy xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay Duy sẽ giới thiệu đến các anh chị chiếc Hyundai Elantra Sport. Xe là sử dụng động cơ 1.6 turbo, công suất 204 mã lực, đi kèm hộp số liên hợp kép 7 cấp. Nên xe này là trong phân khúc sedan hạng C, để cho cảm giác lái thể thao tốt nhất phân khúc nha các anh chị. Chạy cực bốc và tăng tốc cực tốt luôn. Xe có thiết kế cũng rất là đẹp, full option, hầu như là những cái tiện ích và an toàn trên ô tô hiện nay đều được tích hợp trên chiếc xe này. Xe này là chạy lướt mới có 5.000 km, sơn zin là 100%, tất cả đều là còn rất đẹp, không khác gì xe mới luôn, không một vết trầy xước nào cả. Duy sẽ quay một vòng xung quanh xe và nội thất xe cho các anh chị cùng xem. Xe này là như xe vừa trong hãng chạy ra luôn. Phần nội thất cũng vậy, phần ghế da cũng như là tắp lô bọc da là không có nhăn hay là rách gì cả. Đây Duy sẽ quay ghế phụ, còn cực kỳ đẹp. Còn đây là cần số. Xe là trang bị rất nhiều tiện ích an toàn nha anh chị. Vô lăng là có lẫy số nè. Còn remote, 4 remote, 4 chế độ lái và có sạc không dây luôn. Điều hòa tự động, gương chống chói tự động, có cửa sổ trời. Còn đây là khu vực hàng ghế sau, cũng có cửa gió cho hàng ghế sau luôn. Chỗ ngồi rất là rộng nha các anh chị, cực kỳ thoải mái. Xe này đi không khác gì xe Đức. Lớp dự phòng cũng chưa lăn luôn. Đây, rồi chúng ta cùng xem luôn khoang lái nha. Ghế lái chỉnh điện, có bơm lưng, có cân bằng điện tử. Đây là đồng hồ của xe, 5.879 km, không khác gì xe mới luôn nha các anh chị. Chiếc Elantra bản Sport đời 2020 chạy 5.000 km này bên Duy đang chào bán với giá là 668 triệu đồng, còn thương lượng nhẹ. Thì các anh chị quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa nha. Duy xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt ạ.